Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Dung và hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái nhóm thực phẩm hỗ trợ mà được rất là nhiều người sử dụng, đấy là glucosamine. Glucosamine thì được sử dụng rất là nhiều cả ở Việt Nam hay ở nước ngoài, là nhóm thuốc không cần kê đơn nên được mua và uống tràn lan. Thì trong video lần này thì tôi làm video này để mọi người hiểu đúng hơn về cách dùng nó như thế nào thì mới có hiệu quả. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hiểu tổng quan về glucosamine là gì và nó ở vị trí nào và cái tác dụng như thế nào trong cơ thể của chúng ta. Thì glucosamine là một cái loại đường tự nhiên được tìm thấy trong chất lỏng và của mô đệm của khớp. Như vậy thì bất kỳ ai cũng có cái thành phần này. Với cái tác dụng của glucosamine thì sẽ tạo ra một cái môi trường và mạng lưới để đảm bảo chức năng của sụn khớp. Và cơ thể của chúng ta hoàn toàn có thể tự tổng hợp được chất này khi còn trẻ. Còn khi già đi thì cái khả năng tự tổng hợp giảm, dẫn đến suy giảm các dịch khớp, khô khớp và gây ra các triệu chứng đau. Có rất là nhiều dạng glucosamine, thì có hai cái dạng chính, đấy là glucosamine sulfat và glucosamine hydrochloride. Có rất là nhiều cái nghiên cứu về tác dụng của glucosamine thì FDA có tiến hành nghiên cứu với một cái số tác dụng như sau. Như là trong các bệnh lý thoái hóa thì glucosamine làm tăng tiết dịch khớp, giảm áp lực cho khớp và làm giảm đau. Ở trong các bệnh lý của phản ứng viêm thì có ức chế quá trình viêm do kháng lại các enzyme có nguy cơ gây hủy hoại sụn khớp, giúp tăng cường cái mạch máu nuôi dưỡng xương khớp dễ dàng hơn. Tuy nhiên cái tác dụng của glucosamine rất là chậm nên là khi các bạn dùng thì các bạn phải kiên trì một chút. Muốn đạt được hiệu quả cao trong việc điều trị thì chúng ta vẫn cần phải phối hợp với các nhóm thuốc điều trị chuyên sâu để đạt hiệu quả cao nhất. Vậy những cái nhóm đối tượng nào không được phép dùng glucosamine? Thì glucosamine có ảnh hưởng tới đường máu thì nó là một cái loại đường. Do vậy mà nếu mà bệnh nhân mà bị tiểu đường muốn sử dụng thì cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ và phải được giám sát chặt chẽ. Thứ hai là những bệnh nhân mà bị dị ứng với động vật có vỏ như là tôm, cua, ốc thì cũng sẽ có cái tỷ lệ dị ứng với lại glucosamine. Do vậy mà khi mà sử dụng thì các bạn cần phải tham khảo và xin ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Ba là nhóm người trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ có thai thì không nên sử dụng vì chưa có nghiên cứu nào về độ an toàn của glucosamine trên cái nhóm đối tượng này. Thứ tư là bệnh nhân dùng thuốc chống đông hoặc là bệnh lý về máu thì cũng hạn chế sử dụng bởi vì là glucosamine có thể tương tác với các nhóm thuốc chống đông hoặc các nhóm thuốc điều trị tim mạch. Thì do vậy mà những cái đối tượng này thì các bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng glucosamine. Đối với các bạn không nên tự ý sử dụng bừa bãi. Vậy trong hai cái loại glucosamine trên thị trường là glucosamine sulfat và glucosamine hydrochloride, hay mọi người còn thấy một cái tên là glucosamine HCl đó. Theo một số nghiên cứu và khuyến cáo thì glucosamine sulfat có tác dụng hiệu quả hơn glucosamine HCl và được Bộ Y tế Việt Nam công nhận dưới dạng thuốc, đó là Viatrin S. Thì cái dạng này được công nhận là thuốc và duy nhất ở Việt Nam. Các bạn nên sử dụng với liều lượng như thế nào? Theo khuyến cáo thì liều lượng một ngày của glucosamine là từ 1.200 đến 1.500mg trên ngày và không được vượt quá 2.000mg trên ngày và nên sử dụng đều kéo dài. Theo những khuyến cáo cũ thì các bạn nên sử dụng 3 tháng, nhưng mà gần đây thì đã có những nghiên cứu cập nhật mới là tôi vừa đọc sáng nay là có những nghiên cứu đã dùng đến 6 tháng rồi. Và cái tác dụng rất là tốt. Uống glucosamine lúc nào thì tốt thì các bạn có thể uống vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối cũng được, tùy vào cái sự thuận tiện của các bạn. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm uống tốt nhất đấy là trong hoặc ngay sau ăn. Vì khi mà các bạn sử dụng trước ăn thì nó có một cái nghiên cứu về cái khả năng kích ứng lên hệ tiêu hóa, ví dụ như đau bụng, buồn nôn chẳng hạn. Đồng thời khi sử dụng glucosamine thì bạn cũng nên uống nhiều nước hơn để cái khả năng hấp thu được tốt hơn. Còn nếu mà muốn phối hợp thêm các thực phẩm khác thì nên được sự tư vấn thêm của các bác sĩ. Khi chúng ta nên phối hợp của glucosamine với các biện pháp điều trị khác để đạt được những cái hiệu quả cao hơn, như là tập phục hồi chức năng, bơi, kéo giãn, kết hợp với các nhóm giảm đau giãn cơ truyền thống thì cái hiệu quả điều trị tăng lên rất là nhiều, giảm đau nhanh và hiệu quả hơn. Ngoài ra thì khi mà dùng kéo dài thì chúng ta sẽ dùng kết hợp với một số các nhóm chống viêm kéo dài nữa. Có một vài lý do mà glucosamine vẫn được sử dụng nhiều hiện nay, đấy là nó đã có những cái bằng chứng hỗ trợ về lợi ích của glucosamine, và hiện nay thì càng có nhiều cái nghiên cứu được tiến hành và đánh giá hiệu quả của glucosamine được thực hiện bởi FDA.
Cái glucosamine thì cái tỷ lệ tác dụng phụ rất là thấp, cũng hay được sử dụng. Trên đây là những cái chia sẻ của tôi về cái glucosamine, thì hy vọng là sau cái video này thì các bạn sẽ có những cái hiểu biết hơn về cái chất này và cái cách sử dụng đúng đắn. Các bạn hãy lưu ý là glucosamine là một cái chất tác dụng chậm, có tác dụng chậm, nên là các bạn phải rất là kiên trì khi sử dụng loại thuốc này, chứ nó không phải là thuốc giảm đau trong cái đợt cấp. Đợt cấp thì các bạn cần phải điều trị theo đúng phác đồ. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay và hữu ích thì hãy chia sẻ và lan tỏa nó tới cộng đồng. Còn nếu mà các bạn có người nhà đang sử dụng glucosamine và chưa biết cách uống như thế nào là đúng thì hãy gửi cho họ cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.